Các bác ơi trời mưa thế này em cũng phải ra à, để quay video một cái lưới kéo cá coi cho một cái bác khách ở trong miền Nam đây Cái lưới này là rất là đẹp, hàng xịn Rồi đấy, trời mưa trời gió như thế này là Mới cũng phải ra kéo cá này Đấy, cái lưới này thì có chiều cao là 2 mét Và chiều dài của nó là 10 mét nhá Các bác không thấy không, từ bên này là Ra kia là 10 mét Đây em kéo cao cho bác xem rồi, rất là đẹp này Ở trên này á, thì đã gần đây Trên này nó phao là một phao tông này Phao tông thì đầu phao cho nó lỗi cá lên để rất là cứng cáp chắc chắn không bao giờ xô tuột được nha các bác thấy không một khoảng cách của từ phao này sang phao kia từ 40 phân để làm cho nó cá phao nó lối lên cho mặt nước nhé còn mắt lưới này các bác nhìn này lưới của nó là 1,2 phân tức là một cạnh của nó là 0,6 phân nhá, đây một cạnh của nó là 0,6 này cái mắt lưới là rất mềm này chuyên kéo các coi lên nó sẽ không làm xước cá đấy mềm mềm mại như da em bé luôn các bác thấy không rất là mềm mại rất là đẹp đấy còn đầu chỉ các bác thấy nhá đầu chỉ em sẽ cho các bác xem này chỉ của em đây chỉ đây chỉ rất là tròn này hai ly khoảng cách của chỉ tầm 20 phân một viên gần 20 phân một viên rất là lặng để cho nó độ chìm xuống khi mình kéo lên nó sẽ chui vào những cái túi ở giữa này này sẽ dồn lại này dây để khi các bác cứ móc móc nhé, móc vào là móc cái dây vào đây này, này mở dây từ cái chỗ này vào một thì bác móc và bác cứ rút lên thôi rút rút lên thì nó sẽ chui vào cái con vào giữa đấy để các bác uh, kéo cá thuận tiện hơn đấy rất là đẹp ngoài ra cái lưới kéo cá coi này thì em uh, bán rất là nhiều cái loại lưới khác uh, từ giá rẻ đến giá đắt từ bốn năm trăm nghìn đến uh, vài triệu vài chục triệu vài triệu cũng có đấy nhá em đã giới thiệu uh, qua cái chi tiết cái lưới kéo cá coi này rồi thì các bác là cần mua thì liên hệ ngay với em nha qua số điện thoại hotline nha. cảm ơn các bác rất là nhiều.